Hơn nửa tháng qua, nhiều xã phường trên địa bàn thành phố Phú Quốc đã có nhiều tấm lòng hảo tâm tự nguyện đóng góp và thành lập bếp ăn từ thiện, mỗi ngày trao hàng trăm suất cơm miễn phí. Không ít những người nghèo, người bán vé số và các lực lượng các chốt đã cảm thấy ấm lòng trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Bếp ăn từ thiện này do chị Quỳnh Kim Yến và chị Danh Ngọc Huệ phối hợp với tổ từ thiện chi hội phụ nữ khu phố 1, phường An Thới đứng ra vận động mạnh thường quân đóng góp thành lập. Người thì ủng hộ tiền, rau củ quả, thịt cá, gạo. Người thì phụ giúp ngày công lao động. Tất cả vì mục đích chung là chăm lo bữa ăn cho người nghèo và lực lượng tại chốt kiểm soát dịch bệnh. Tổ chức cái bếp ăn tình nguyện của phụ nữ khu phố 1 cũng nhờ có mấy chị em giúp sức với nhau để nấu một ngày hai bữa cơm đem tới tận nhà cho những người nghèo khổ. Chứ không có để mà tập trung lại khi mà chỉ thị không cho là tập trung đông người. Chị em của chúng tôi đã tổ chức một cái bếp từ thiện. Mỗi bữa thì sẽ có những bữa ăn khác nhau. Và mỗi ngày là có hai bữa thì chúng tôi đã thực hiện từ chỉ thị 16 của đợt đầu vào tháng 7 cho tới nay. Thì bếp ăn vẫn được tiếp tục. Trung bình mỗi ngày bếp ăn từ thiện nấu 260 suất cơm miễn phí được các thành viên trong gia đình chị Yến, chị Huệ và một số tình nguyện viên tự nguyện tham gia. Để mỗi ngày có hai bữa cơm tặng cho người nghèo và các chốt kiểm soát dịch bệnh, các thành viên bếp ăn từ thiện phải chuẩn bị nguyên liệu từ sáng sớm. Những phần cơm nóng hổi được cho vào hộp cẩn thận và mang đến từng nhà tặng cho người dân nghèo và các chốt kiểm soát dịch bệnh. Chúng em cũng có một phần nhỏ để đảm bảo cho các anh có những bữa cơm ngon và đảm bảo sức khỏe trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tham gia hơn nửa tháng nay rồi thì nói chung là mình cũng đã từng nấu bếp. Thì mình đem cái sức của mình ra để mình phục vụ những bữa cơm nóng cho bà con. Thì nói chung thì là mỗi người một công việc, một chân tay thì người ta có tiền của thì góp tiền của, còn mình thì mình góp công sức. Những phần cơm miễn phí được trao tặng tuy giá trị không lớn nhưng được trao gửi bằng tất cả tấm lòng, thể hiện tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc nhau trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Tôi bán vé số, dịch bệnh tôi nghỉ, giờ không có làm gì có tiền. Nhờ mấy cơ bếp này cho ăn uống này kia, cảm ơn. Tại vì ở đây thì chốt thì tụi em không thể nấu cơm được, thì được các anh chị bên bếp từ thiện thì cho những phần cơm nóng để mà các anh em ăn, để mà có thể no và tiếp tục trực chốt của mình. Còn rất nhiều những việc làm, những câu chuyện đẹp của người dân Phú Quốc trong những ngày chống dịch. Những việc làm có ý nghĩa đó được xuất phát từ tấm lòng, tiếp thêm động lực cho lực lượng đang ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch.